Thì chào các bạn nha, giác này là 5 giờ mấy chiều rồi, mấy anh em đang chuẩn bị ra làm nhưng mà giờ mình thấy ông trời cái này các bạn, quá trời luôn. Này hôm nay gió quá trời luôn. Thì mấy anh em phải chạy vô núp cái hòn chịu mới nổi rồi các bạn. Quá trời luôn rồi. Biết tối nay chạy nổi không nữa này. Thì tối nay miễn có chạy mình quay cho các bạn xem tiếp ha. Rồi các bạn nhớ đón xem. Chào các bạn nha, giờ mình lên một cá nha các bạn. Wow, quá trời một cá luôn các bạn ơi. Mình lên cào thứ hai nha các bạn. Oh, quá trời một cái các bạn ơi, miếng lưới không kéo ra. Bẻ bẻ qua lăn qua bển này. Thì mới là đóng cá này các bạn, cả mười mấy 20 kết đó.